Bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào các bạn nhé, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Như vậy là sản phẩm tô màu của mình đã sắp xong với những quẹt.
Như các bạn thấy nghe và thấy đi học thì hãy để lại cho mình like nha các bạn. Hello tất cả mọi người, lại là mình đây. Video ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh, bức hoạt hình động vật sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn nha.
Mình là mình sẽ tô màu xong nha các bạn nha.